Kể từ sau khi Uber chính thức đứt gánh giữa đường tại thị trường Việt Nam và sát nhập vào Grab, nhiều tài xế đã từng là đối tác của hãng taxi công nghệ này vẫn chưa biết liệu số phận của mình sẽ đi về đâu. Tiếp tục thử sức với các hãng taxi công nghệ khác hay tìm một con đường mưu sinh mới cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. Quen nhau khi cùng làm tài xế Uber, hai người đàn ông này đã từng kỳ vọng vào một cuộc sống đủ đầy hơn từ việc lái xe công nghệ, bằng mọi giá để mua xe chạy, người bán đất, kẻ vay ngân hàng. Giờ đây, họ lại phải đứng giữa lựa chọn bán xe hay giữ lại. Tôi đang muốn thay đổi công việc, muốn tìm một cái công việc lái xe khác, không muốn là chuyển sang Grab nữa. Vì bây giờ là Grab thì có thể nó đang tạm thời đang nói là độc quyền tại thị trường, nên là mình cũng cảm giác là nó, nếu mà theo nó thì nó sẽ có nhiều cái là mình bị gò bó hơn. Đấy, mình không có sự cạnh tranh nữa thì lúc đấy mình có thể là với anh em tài xế sẽ bị áp đặt nhiều hơn. Đấy, rồi hiện bây giờ thì là thị trường nó cũng đang là dao động, cái khách hàng nó cũng không được nhiều lắm. Đấy, mình làm vất vả hơn thôi thì mình tìm một công việc mới mình đổi đi. Rồi sau nếu mình có muốn làm với Grab nữa thì mình sẽ là làm phụ chứ mình không làm chính nữa. Mình sẽ tìm một công việc chính là mình đi lái xe ở một nơi khác, ví dụ một công ty hay là một văn phòng ở đấy. Đấy, cho nó ổn định hơn. Thế là sẽ phải bán xe để trả tiền lại cho một khoản cho ngân hàng và nó đỡ là một cái gánh nặng cho gia đình. Bọn mình cũng đang rất là khó khăn trong vấn đề là tìm khách và cũng như là vấn đề trang trải chi phí đảm bảo cho gia đình hàng ngày. Vì thế là cái vấn đề mà mình nghĩ vấn đề một tìm một công việc khác nên là đương nhiên. Và không muốn là mình sẽ hướng tới một cái công việc là ổn định lâu dài hơn. Câu chuyện hậu Grab thâu tóm Uber đã an bài. Rõ ràng khi Grab trở thành ông lớn trên thị trường gọi xe qua ứng dụng, không chỉ hành khách mà cả lái xe cũng đối diện với những khó khăn hơn khi gần như mức chiết khấu cao hay thấp là do chính hãng taxi công nghệ này định đoạt. Các đối tác của họ, dù muốn hay không, câu chuyện này là tùy ở họ. Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải nó sẽ ngày càng phong phú thêm thông qua cái ứng dụng công nghệ thông tin trong cái cuộc cách mạng 4.0. Dùng cái phần mềm không chỉ là từ Uber hay Grab cung cấp mà nó sẽ là nhiều cái đơn vị mà từ nội lực của Việt Nam cung cấp. Giờ đây, rất nhiều tài xế khác như anh Phát, anh Thành vẫn đang loay hoay tìm bến đỗ mới cho kế sinh nhai của gia đình. Họ chắc chắn sẽ thận trọng hơn sau một lần ngã đau nếu muốn thử sức mình với các hãng taxi công nghệ mới hay doanh nghiệp vận tải khác. Và giữa thời buổi phát triển công nghệ như hiện nay, không có gì là tồn tại mãi mãi. Grab chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khác đến với họ trong tương lai.